Rồi con xin chào cô chú trên mọi miền Tổ quốc con cô chú ơi. Hôm nay con lên như cô chú một cái EG90 nè. Tình trạng nó về trên bãi giờ là nguyên zin, không có đụng gì tới bên trong á. Mặt trước của nó thì có chút nước sơn dài điểm nè. Đó, còn đẹp nha cô chú. Về thì nó không có bông ga. Tụi con bên con có gắn vô một cái bông ga có D6 nè. Đó, bông ga được bình thường. Máy này thì khi có xả dầu bột nè, bên đây đó. Bô e bô lửa đồ ấy nguyên bản mà có cái bô lửa của nó nè, nó có bị lủng với chỗ cái miệng nè. Bên con có thay với một cái bô nổ, cô chú nào mà có chốt máy này thì con sẽ gửi lại cái bô này nha chú. Nếu cô chú lấy lại thì con gửi lên cô chú. Máy này thì chút nước nè, còn nước nè, bao xì bao lủng thôi chú. Rồi thùng dầu thùng dầu cũng còn được nha chú, hơi xét nhẹ rồi nè, lược của nó nè. Đó, thì cái bên phần thùng dầu á thì tụi con có đổ dầu vô để test máy á thì có phát hiện là nó bị lủng dưới đây, nhưng mà bên con có hàng ở cho cô chú rồi, giờ vẫn là đổ dầu vô xài được bình thường. Còn có thay một cái ống dầu này cho chú không nè. Đó. Đó. Rồi nắp giáp đồ cũng chưa thấy dấu chày nè, ốc đồ nè, ốc còn báo nhớt rồi đầy đủ, tay bé cò đầy đủ nha cô chú. Đó. Số xe gì rồi còn thấy rất là dễ nè. Cánh quạt rồi. Còn số xe ghi của cái này là 11301 nha cô chú. Còn chỗ cái phần xả nước dưới đây thì cái tay xả nước nó bị gãy phần nữa nè. Nhưng mà cái này thì bẻ được bình thường nha cô chú. Lấy kìm mình bẻ vẫn được bình thường. Đó, phần cánh chớn thì bu ly còn đầy đủ luôn. Máy nhìn lạc nha cô chú. Rồi để con phát máy lên cho cô chú xem thử. Cô chú nào muốn mua máy này thì liên hệ số điện thoại màn hình cô chú. Video của con đến đây kết thúc nha, con hẹn cô chú ở clip tiếp theo nha cô chú.